nó khoái nhất rồi à. Không nào, cái chú cho nó ăn cái cây chuối nó khoái lắm. Trời ơi, nó hé ăn kìa, nó không giữ kìa chưa. Thấy kìa. Ừ. Tại đang ở bãi biển Hồ Bể, rất này hơi nắng, tiền đang lên cá các bạn. Đây cái bãi rất dài, ở đây thì cũng rất sạch, đây cũng có rất ít quán. Cái chiều đang lên. Ở đây rất ít khách du lịch. Có lẽ là chưa được đầu tư nhiều và phát triển du lịch. Đường đi thì cách trung tâm thành phố Sóc Trăng khoảng 60 km, các bạn đi đường Nam Sông Hậu. Đi qua cây cầu Mỹ Thạnh, cái bãi biển này cách cây cầu Mỹ Thạnh khoảng 2 km các bạn. Wow, để chiều lên nhanh các bạn. Đi nãy giờ là nước nó lên ngập tràn hết trơn rồi, nó đi vào bờ thôi. Đây ở dưới bãi biển thì những cái con cộng biển nhỏ nó làm ra những cái hoa văn như thế này. Nhìn xa xa thấy có rất nhiều chú chim hải âu các bạn. Rồi đang bắt cá bảy màu biển các bạn. Nè nó thấy không, hai con đó. Ai nước cạo quá, nước cạo quá kìa, nó còn lội chứ. Ừ, cá bảy màu biển nó lội lẹ hơn là cá bảy màu thường của mình các bạn, mà nó cũng hơi nhỏ cho nên mình khó thấy. Với lại sóng biển đang lên nữa. Đây cá bảy màu biển đẹp không, nó có nhiều màu á. Đó, mình đã tạt nó lên bờ rồi đó, bắt bỏ vô chai đi Kim. Đây là cái dĩa sú nửa ký 200 ngàn. Dạ lát nó đem vào nướng ra. Lẩu hải sản, lẩu Thái. Nhắc ghế đó vào đây. Này là chọn mực, đi. Tôm. Bỏ gao vô.
chồng mèo. Chồng cháu mèo gì đó hả? Có cái mỏ nó cắn không chị? Dạ. Dạ không không được rồi em vuốt nó rồi. Ở đây anh nụ trời. Nó khoái nhất rồi dạ. Không đâu, chúng tôi ăn cái cây chuối nó khoái lắm. Ờ nó hãy ăn kìa, ui nó không giữ ghê chưa. Thấy ghê quá. Con này chị nuôi trong nhà nó không có chuột. Nó đá dẻ thơm lắm, nó thơm mùi mướp á. Cái này bắt ở đâu? Mua của người ta trong rừng. Nó nghe tới vậy nè, nó không cắn đâu, con này cũng mạnh tay. Nó như mèo vậy đó. Cứ nghe tới nhẹ tay nó không cắn đâu.